Trước giờ thì mình cũng nghe sư cô đô Hồng Thanh nói về cái biện pháp phương pháp để mà mình giảm cân giảm mỡ và tăng cơ đúng không? Thì có thể nói rằng cái trước hết là tôi cũng xin giới thiệu hơn, bởi vì ở đây nhiều người mới cũng chưa biết tôi là Nguyễn Thiếu Hòa, nguyên là cán bộ cao cấp của Bộ Công an. Trước hết thì tôi nói cái việc này thì bởi vì tôi không có clip để mà tôi chứng minh, nhưng mà tôi nói thầy để cho các anh chị cũng thấy này. Từ năm có thể nói là từ năm 2006 trở về trước, tôi là giám đốc của công an tỉnh Ninh Thuận thì có 40-45 ký, cho đến 2006 bộ công an điều tôi về cái năm. Thì cho đến 2013 thì cũng chỉ khoảng 50 ký trở lại, có khi là có 45 ký. Nếu mà các anh chị mà xem cái ảnh lúc bây giờ tôi là thấy kinh khủng lắm, nó kinh khủng luôn, tốt lắm. Nhưng bởi vì nó có cái áp lực công việc nữa, thứ hai nữa ăn uống rồi dưỡng gì của mình lúc bây giờ mình không bị tốt đúng không? Đấy, thì cho đến 2013 mà cho đến một năm cao thì tôi lên được khoảng 55 ký, đến 2015 là khoảng 55 ký, bắt đầu vào cái giai đoạn mà tập phi 60 ngày của bộ đội kim đó. Thì có thể thời điểm mà đầu năm 2016 là tôi 60 mấy ký, tức là lúc bây giờ ốm cho nên còn phải bồi dưỡng để tăng con lên, tăng khí lên, chứ không mà thấy nó ốm, thấy nó nhìn nó kỳ lắm, nó không độ. Nhưng mà cho đến bắt đầu tôi thực hiện cái 60 ngày của bộ đội kim thì các chị biết là xuống từ 62 ký tôi xuống còn khoảng 56 ký. Mà trong cái thời gian mà tôi thử bộ đội kim mà cho đến bây giờ luôn đây này, các chị biết không, có thể một đêm từ 7 giờ đến 9 giờ tôi đi 10 cây số, tôi đi bộ 10 cây số, một số mười mấy bước thì số mười mấy nghìn bước đấy. Mà toàn bộ thông tin này là khi đây là bởi vì tôi có cái vòng đeo này, cái vòng kiểm soát cái sức khỏe này. Hồi bữa ấy là tôi bắn từ điện thoại, tôi bắn là tôi đưa lên lớp đó, kính lắm. Vì hiện nay vậy đó, tôi cứ canh là cứ từ 7 giờ đến 9 giờ là tôi đi đúng 10 cây số. Còn nếu mà giảm cái số nữa thì tôi cũng canh rồi, từ 7 giờ cho đến 8 giờ thì tôi đi khoảng 5 cây số, cứ vậy đêm là tôi lòng vòng vậy. Thì cho đến bây giờ thì có thể nói là từ 2016 cho đến nay thì cái ổn định cái ký của tôi đó, thì có thể nói chỉ có khoảng 55 ký, tức là vẫn ổn định đến bây giờ 55 ký. Cơ tăng mỡ giảm thì cái điều tôi thấy là phải nói là hết sức tuyệt vời đúng không? Thì cái đó nói về cái phương pháp để mà mình giảm mỡ, giảm cân và tăng cơ. Chứ còn cái nguyên nhân chính cũng xuất phát từ dinh dưỡng, từ tôi kia lại. Dù cho có giảm cân, giảm mỡ, tăng cơ thì cũng là từ dinh dưỡng, tôi kia lại. Và phục hồi được sức khỏe như chị anh nói cũng từ nguyên nhân chính cũng là tôi kia lại. Thế thì nói về cái nguyên nhân thứ hai, cái nguyên nhân đầu thì thôi thì Euro Hoàng Thanh có nói rồi, rồi một số bạn cũng có nói rồi. Vì tôi nói đến cái chuyện mà cái dòng sản phẩm Lurela này thì có thể nói là có thể 5 năm nay, có thể hơn 5 năm nay thì coi như tôi dành, có thể nói cái tình yêu cho mình trọn vẹn đến cái Lurela. Đó. Nếu anh chị nào, các bạn nào có điều kiện mà xuống nhà tôi đó, thì các anh chị thấy tôi một cái tủ dinh dưỡng của tôi, thì người ta thường thường anh ta đến ta tưởng là tôi bán hàng. Thấy một tủ tất cả các cái loại sản phẩm của anh quay là tôi trưng hết trong cái tủ, mà nhiều nhất là cái dòng Nutella nhiều nhất. Người ta cứ tưởng là tôi đã làm đại lý bán, nhưng mà thật ra thật không. Mà tôi tới đây này, tức là những cái 1-2 năm đầu đó thì tôi chưa chú trọng cái này, cho nên tôi bỏ hết bởi 2-3 cái chú uống đó ha. Dạ,
cả nhà tôi uống đó, tôi chủ yếu tôi với bà sao uống bỏ hai bao rồi. Sau khi tôi muốn nghĩ ra là không được, chính cái dòng dinh dưỡng này đã tạo cho mình có một cái sức khỏe rất tốt, không tốn một viên thuốc tây nào, mà là gì, mình tiết kiệm được cái quỹ cái bảo hiểm y tế. Cho nên tôi có nói với giám đốc bệnh viện 34 của tôi nói đó, tôi nói bây giờ kiểm tra lại 5-6 năm mà tôi không đến bệnh viện khám này thì xem cái quỹ bảo hiểm y tế tôi tiết kiệm được bao nhiêu. Mà tôi nói cái đây thông thường nha, bình thường, chứ còn tôi chưa nói 5-6 năm đó nếu không có dòng Nutella này thì nhiều khi có những cái bệnh gặp ung thư hay gặp cái gì đó, cái sự cố gì nhiều khi nó nặng thêm, mất cả hàng mấy trăm triệu không có, đúng không? Cho nên có thể nói là đối với cái dòng dinh dưỡng này, bản thân tôi từ cảm nhận này, tôi từ có một cái hai cái bệnh đó mà có thể là hàng chục năm, mà khi tôi còn làm giám đốc công an Ninh Thuận cho đến khi mà tôi vào trong này, tôi phụ trách phía Nam ở trong bộ phía Nam này, thì có thể nói là mười mấy năm, là có thể nói cái tăng nghi gan cao của tôi này, cái mỡ đông máu cao của tôi này là không có giảm. Mặc dù tôi cán bộ cao cấp của ngành đó, năm nào lúc nào mà lên bệnh viện là cũng yêu cầu khám hết để khám không hết, nhưng mà không giữ được, không giữ được. Nhưng mà cho đến tháng 5 2013 thì bắt đầu tôi có cơ hội để tôi tiếp nhận cái dòng dinh dưỡng này. Tôi lúc đầu chưa tin, cũng uống cái vài thứ thôi, protein CV rồi vài thứ thôi, nhưng mà uống chỉ có mấy tháng đầu thì cảm thấy nó có hiệu quả, nhất là cái C. Uống dần thì cho đến 6 tháng sau thì có thể nói là cái chỉ số, tôi lên tôi khám lại cái chỉ số mà tăng men gan cao và mỡ đông máu cao, có thể nói là chuẩn cho đến